Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc kiên trì tăng cường năng lực quân sự của mình, Việt Nam đẩy mạnh việc mua sắm các trang thiết bị, vũ khí của nước ngoài nhằm hiện đại hóa nhanh chóng cho các quân binh chủng, cũng như đảm bảo năng lực tuần tra bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới. Với phương châm, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chúng ta đã và đang triển khai mạnh mẽ, đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Và một trong những trái ngọt cho đường lối đúng đắn này của Việt Nam là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn trên thế giới, trong đó có Ấn Độ. Nhìn lại trang sử quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng hai nước có quan hệ ngoại giao ở cấp cao nhất từ gần 50 năm trước và hiện nay đang là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Bên cạnh kinh tế, thì hợp tác quốc phòng cũng là trọng tâm trong quan hệ song phương giữa hai nước và đã được cụ thể hóa bắt đầu từ năm 2007 khi hai bên ký biên bản ghi nhớ về huấn luyện, trao đổi và viếng thăm lẫn nhau. Các hoạt động trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng đã được đẩy mạnh và rõ nét hơn. Vậy, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm qua có gì đặc biệt? Hay đâu là những vũ khí của Ấn Độ mà Việt Nam có thể quan tâm trong thời gian tới? Đừng rời mắt khỏi màn hình. Câu trả lời sẽ có ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã ra bản tuyên bố tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng, nhằm định hướng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam trong tương lai. Trong đó, có nêu rõ quan hệ Việt Nam và Ấn Độ không nhằm tạo liên minh quân sự, mà nhằm mục đích đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế. Tuyên bố tầm nhìn chung có đề cập đến việc thúc đẩy các chương trình trao đổi quân sự, đào tạo và nâng cao năng lực cho ba quân binh chủng và cảnh sát biển, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có sử dụng các gói tín dụng quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, bản tuyên bố còn đề cập đến sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh, thông qua các cơ chế đối thoại sẵn có, nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống về hàng hải và trong không gian mạng, khủng bố, thiên tai, an ninh y tế, an ninh nguồn nước, tội phạm xuyên quốc gia. Tuyên bố này cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, phòng chống thiên tai, khai thác năng lượng sạch, giao lưu văn hóa. Vì vậy, vấn đề hợp tác quân sự quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ là bình thường trong quan hệ quốc tế và hoàn toàn phù hợp với lập trường 4-0 của Việt Nam về đối ngoại quốc phòng đã được khẳng định trong sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 và do đó, đây không phải là vấn đề nhạy cảm. Sở dĩ trong phát biểu của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phải nói rõ quan điểm thống nhất chung của hai thủ tướng Việt Nam và Ấn Độ vì đã có một số hãng thông tấn nước ngoài và một số trang mạng đã đưa tin sai lệch về mối quan hệ giữa hai nước, thậm chí là lợi dụng mâu thuẫn Ấn Độ với Trung Quốc để xuyên tạc bản chất hòa bình, hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Cách đây 3 năm, khi Ấn Độ tích cực chào bán hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Akash cho Việt Nam, phía Trung Quốc đã có bình luận rằng việc New Delhi muốn thúc đẩy quan hệ quân sự với Hà Nội nhằm cân bằng lại với Bắc Kinh sẽ gây bất ổn trong vùng. Hoàn Cầu Thời báo đã viết, nếu chính phủ Ấn Độ thực sự coi việc tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam là một dàn xếp có tính chiến lược và thậm chí trả đũa lại chính phủ Trung Quốc, thì họ sẽ chỉ gây ra tình trạng bất ổn ở trong khu vực và Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi yên. Rõ ràng, những lời bình luận nói trên của tờ Hoàn Cầu Thời báo hoàn toàn mang tính chủ quan, suy diễn, áp đặt, khiên cưỡng và là sự can thiệp thô bạo vào quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ, cũng như công việc nội bộ của hai quốc gia. Vì như sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 đã nêu rõ, lập trường của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không cho nước ngoài lợi dụng Việt Nam để chống lại nước thứ ba và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Còn việc Việt Nam hợp tác với các đối tác để mua sắm trang bị quốc phòng là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia, chứ không phải nhằm mục đích tấn công bất kỳ nước nào.
và việc mua sắm vũ khí nào, mua sắm của ai là quyền độc lập, tự chủ và tự quyết của Việt Nam, không một quốc gia nào có quyền can thiệp. Cần nhấn mạnh một điều rằng, Việt Nam không chỉ mua vũ khí của Ấn Độ mà còn mua vũ khí của Liên bang Nga, của Israel và một số quốc gia khác. Việc mua sắm đó chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam và trong một giới hạn nhất định, nên không thể là mối đe dọa gây bất ổn trong vấn đề bảo đảm an ninh ở khu vực, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên khu vực Biển Đông, cũng như đối với các nước láng giềng của Việt Nam. Mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam không chỉ phát triển gần đây. Từ năm 2008, Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam khoảng 5.000 chi tiết phụ tùng cho các tàu săn ngầm lớp Petia do Liên Xô sản xuất. Ngoài ra, Ấn Độ cũng giúp đỡ Việt Nam trong việc cung cấp trang thiết bị cho việc đại tu các máy bay chiến đấu MiG-21 đã lão hóa, xe tăng T-55 khi các loại phụ tùng này không còn ở nước Nga. Hay gần đây, dự án đóng mới loạt 12 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam, sử dụng vốn vay ưu đãi của chính phủ Ấn Độ. Đây là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên biển. Trong dự án này, 5 chiếc sẽ được đóng tại công ty Larsen và Toubro, Ấn Độ và 7 chiếc còn lại do công ty đóng tàu Hồng Hà đóng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Ấn Độ. Tàu tuần tra cao tốc BP-07 do Ấn Độ thiết kế có chiều dài 35m, rộng 6,8m, đạt vận tốc 35 hải lý giờ. Tàu được trang bị khí tài hiện đại, camera hồng ngoại quan sát ngày đêm, radar hiện đại cùng bộ truyền tin đa phương tiện. Bên cạnh đó, tàu được trang bị súng, tủ súng, bục đứng bắn và giá đỡ súng. Việc đưa vào biên chế tàu tuần tra cao tốc giúp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiến đến mục đích hiện đại hóa lực lượng, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và hỗ trợ bà con ngư dân trên biển, tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển khi có yêu cầu. Đặc biệt, vào tháng 7 năm 2023, Ấn Độ đã bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Inskirpan cho Hải quân Nhân dân Việt Nam ở cảng Cam Ranh Khánh Hòa sau khi hoàn tất công tác đào tạo nhân sự. Đây là lần đầu tiên Hải quân Ấn Độ chuyển giao cho nước ngoài một tàu chiến của mình vẫn còn đang phục vụ và giữ nguyên vũ khí trang bị đi kèm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố quyết định chuyển giao tàu hộ tống tên lửa Inskirpan, chứng minh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chí hướng, nâng cao năng lực và tiềm lực quốc phòng trên cơ sở sáng kiến an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực. Nói về Inskirpan, đây là tàu tên lửa thuộc dự án Type 25 lớp Kukri, được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm Petia đã quá cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 chiến hạm hoàn thành, bao gồm P-49 Kukri, P-47 Khanja, P-46 Kutha và P-44 Kirpan. Các chiến hạm lớp Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar. Tàu tên lửa này có lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m, mớ nước 4,5m. Trước đó, cũng xuất hiện một số thông tin về việc Ấn Độ muốn bán hệ thống hỏa tiễn Akash cho Việt Nam sau khi yêu cầu muốn mua hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất đã thất bại vì Moscow không đồng ý. Cần biết rằng, BrahMos là loại hỏa tiễn chống hạm bay nhanh nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa 300 km. Hay gần đây, cũng có đồn đoán về việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đang đàm phán để mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Barak-8, cũng khiến dư luận xôn xao. Barak-8 là một sản phẩm do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và Tập đoàn IAI của Israel hợp tác phát triển. Theo các chuyên gia quân sự, tổ hợp vũ khí này được tích hợp radar đa năng, liên kết dữ liệu hai chiều và được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt, giúp tăng cường khả năng xác định quỹ đạo bay của mục tiêu, cũng như đánh chặn hiệu quả nhiều mục tiêu cùng lúc. Tổ hợp này được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tuy nhiên,
hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào xác nhận về thương vụ có trị giá lên tới 500 triệu đô la Mỹ này. Bên cạnh những hợp tác quốc phòng như đã liệt kê ở trên, Ấn Độ còn hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo phi công cho các tiêm kích Su-30 Mk2. Hay vào năm 2013, Ấn Độ cũng đã nhận đào tạo cho khoảng 500 thủy thủ tàu ngầm Việt Nam và cho phép họ thực tập trên các tàu ngầm lớp Kilo của nước này. Tổng kết lại, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, được các lãnh đạo tiền bối đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng phát triển trên những lĩnh vực hợp tác từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, và Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và gắn bó của Việt Nam. Đặc biệt, với việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đã mở ra cơ hội để quân đội nhân dân Việt Nam có thể tiếp cận thêm nhiều khí tài quân sự khác nhau từ Ấn Độ, qua đó nâng cao tiềm lực quốc phòng nhằm đảm bảo nhu cầu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. Trên đây là toàn bộ nội dung mà kênh QS News Khí tài quân sự muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Ý kiến của bạn thế nào về chủ đề này? Hãy cho chúng mình biết cảm nhận bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy cho chúng mình một like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.